call on Facebook. Hello, Owen. Okay, this is the next video. Be praying that you are like Shawn, Miisel, go on a date. My son, Saka, just you pull up a prank, boy. That you don't get idea that you know. Okay, I'll let me pray that talk. Okay. Phone date, man. Phone thời ai Owen? Nào phone thời. Ai phone thời? Ai phone thời? Anh chờ lòng call lại nó messenger. Ai nên ăn á? Ai nên thời? Trời, trời, trời ơi. À đi, hiến bắt khó. Anh trong frame mình thay chạy, anh trong frame mình nhớ thay chạy. Tao, anh khơi mình lại thay, thay, cứ ra chạy sẽ lạnh. Anh khơi mình. Tao, 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 tao. À đây. Nó. Cái ai bên thầy? Anh bư mà. Ấy, con nơi nã nè. Con thầy nè. Hả? Nơi lại nè. Anh nói mùi nè kì. Phong thư ấy nè ồn. Thay. À anh khơi mình nè mùi ấy crush rồi. Hả? Cảm ơn anh khơi mình nè mùi ấy crush. Ai phép tha crush rồi. Được môn rồi. Ờ anh khơi mình nè đằng đấy mùi chi cao. À ai tha xa rồi. Mình nè mùi nè. Mình nè. Mình nè ai tha xa ngày môn ấy phép anh rồi. Ừ anh nhớ mẹ. Ở đây mình đẹp mùi phép anh thầy crush rồi. Thầy khơi lần sát khóc khóc bài phép anh. À lần sát đây khô ơi. Lần sát chứ lần sọ. Ở đây ấy thầy hiến lên sả lá nó. Ở bên nơi này anh từ xong chung mùa hồ. Ở bên anh phép chung mùa hai. Ở đây không phát bộ hồ chứ đó. Ừ dưới mẹ nào. À này. Dạ nà. Mình đẹp ai thầy phép. À ca hiến cua. Dưới phép thầy. Mình đẹp nói sát thầy. Thầy mới nhả lông. Tới nhà ma dấu nó khơi nè. Anh tới bên nhà lông khơi nè. Anh phép. Anh phép Facebook ấy bà đấy. Của đi anh. Trời anh lên thì sắp môi thế rồi. Thầy chỉ bước cái ad tờ ai lời. Là kì. Cái khinh miền là ai friend tôi mua rồi. Anh khơi còn. Sấy á, sấy á. Ôi là kì nạ. Chú mua gì kì thế đôi. Ờ đôi gì kì. Ờ. Ờ. Mày riêng. Ờ mẹ mẹ này mẹ này. Chú mua gì kì. Ờ mày sẽ mẹ flip vào đây. Tại anh nói mình chú mua mày vì mua cái này mơ tình mà. Ừ hay chó. Mà kè phải chú con cây. Ừ. Nói trước cái anh ta hãy... Cái thằng crush ấy. Đấy nên giấy của anh sao? Ừ. Khó phèo bà ấy, ai đừng đó. Ê. Ừ. Trời, thằng crush mẹ nó, trời, ấy bóp kia xong nhá. Thầy cổ rốt biết xong đấy à anh. À. Anh đắng. Ừ. À nó mới thơm đắng. Bán này, bán này, bán này. Ê, chông ra cho cầm to, cầm to. Này, à này, phong thức ấy. Này kéo ấy. Này kéo thức ấy. Này khéo thưa ơi. Thế anh lưu chụp miếng nơi nơi rào kê mẹ nè. Ừ. Trời ơi. Ủa anh đi chỗ club. Ở đây anh dưới rào kê. Chê thà nè. Anh dưới mẹ là phong anh cứ hình lạc nâng à. Ôi anh khơi khơi tới thầy. Anh tha sả lá nhớ anh tha mẹ nó xa rồi. À chút. Trời. Trời. Anh dây phong mày chắp lấy mẹ hơi. À hãy tập dây phong mày như sao nè. Bán này bán này bán. Ê ở đây ở đây ở đây. Trời. Ở đây. Trời, dây xin nè. Anh phụ lấy chú mua cái này phép. Anh này mới bị căng. Ok, nè, lão cái video đó đấy. Cứ dây thơ prank call từ bạn Shawn Miisel. Nâng ấy, cứ dây thơ prank call từ con. Nhưng mà bạn start in trouble ấy, nhưng thường call từ con lươn đấy chấn. Chạy, khăn ông, à lấy khơi dây đặc bay nè, phải phúa. Quát, quát âm má nóng, phải phúa quát từ đầy mười. GF quát. Lấy con với Paya đấy. Paya. Ê, con thì thật đấy. Ngày nâng cứ con có phong thường date mùi girlfriend con. Chẳng bây giờ dân khó tới phải chứ con ai bác speaker rồi girlfriend con coi sẽ đạp. Nhưng feel bad tích đấy mà tên. Anh không quên date bọc cái anh. Hay mà tên nhóm cháu bảo thà ở chung mùi cái mày riêng mà nhóm chơi hình giấy nè. Mà sao đẹp trên Facebook chung mùi chẳng mình cũng khăn. Nhóm chơi hình giấy. Chẳng mùi khăn mà đây có khăn. Con bông miếng đây. Hãy cho ruin đấy bó kia anh. Con bông là miếng đây sọc bông. Nè đó khả ní chọn khơn prank. Lấy dưng thử prank. Nâng ơi. Nâng ơi. Chuyện hôm sau này đó khả ní enjoy. Just this video quay chụp lại ok. Nhưng đều cột khăn. Chẳng dưng cũng tông hòa. Dưng thử savage. Bộ con. Lấy con bông khăn. Chẳng ai like. Ai like con để chọn. Tính con sợ bài chật bình. Ok. That's the end of the video. If you guys enjoyed this video, go please like, comment, share, subscribe, and turn on the post notification to catch up with the next video. Peace.